kiếm đâu cô tích trên đời. Thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là trang hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Cùng nhau đến khi bắt đầu, dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là trang hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ. Trên đời vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi, và từ nay về sau sống chung trong một thế giới.